Món ngon gia đình xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình sẽ làm thạch trân châu ăn cùng với trà sữa. Mình sẽ sử dụng để uống cùng với trà sữa. Và ngày hôm nay mình sẽ làm thạch trân châu với hai vị, đó là vị trà xanh matcha và vị cà phê. Các bạn cũng có thể sử dụng những cái loại nước ép trái cây, ví dụ như là nước cam này hay là nước dưa hấu để các bạn làm thành những cái thạch trân châu để mình có thể uống cùng với trà sữa vào những ngày hè nắng nóng nhé. Và nguyên liệu mình dùng để làm thạch trân châu thì gồm có: đầu tiên mình sẽ sử dụng đường, ở đây mình dùng 100g đường. Tiếp theo là bột rau câu thì mình sử dụng bột rau câu jelly. Mình sẽ dùng 2 gói nhé các bạn. Mỗi một gói như thế này là 10g. Và một gói cà phê, mình làm với vị cà phê cho nên mình sẽ sử dụng một gói cà phê. Tiếp theo là một gói trà xanh matcha, các bạn có thể sử dụng bột matcha cũng được. Bên cạnh đó thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình 1 lít nước lọc. Và các bạn chuẩn bị thêm cái phần chai để mình nhỏ những cái hạt trân châu nhé. Các bạn có thể sử dụng những cái chai nước ngọt như này. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ đục một cái lỗ tròn ở phần nắp của chai. Để một lát nữa thì mình sẽ nhỏ cho nó thành những cái viên tròn. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện. Trước tiên mình sẽ chia đôi cái phần đường này ra. Cái này thì cũng tùy theo khẩu vị của các bạn có thể cho nhiều đường hoặc là ít đường nhé. Sau đó thì mình sẽ cắt gói cà phê và trộn chung vào đây. Mình sẽ trộn đều lên nhé. Tiếp theo mình sẽ cắt bột rau câu và cho vào đây. Và cũng sẽ trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi 500ml nước nhé. Sau đó thì sẽ cho phần rau câu cà phê vào đây và hòa tan. Và bây giờ thì mình sẽ bắc nồi rau câu của mình lên bếp để đun nhé các bạn. Các bạn sẽ bắc lên bếp và khuấy đều cho tới khi phần rau câu của mình nó sôi đều lên nhé. Sau khi nồi rau câu của mình đã sôi, các bạn hãy hạ nhỏ lửa đi và mình sẽ đun cho rau câu sôi thêm khoảng 1 cho tới 2 phút nữa thì mình sẽ tắt bếp đi nhé. Với rau câu cà phê của mình đã được rồi, mình sẽ để cho nó nguội bớt đi một chút trước khi cho vào trong chai. Và trong khi chờ đợi thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một tô nước đá lạnh như này. Các bạn sẽ lấy nước, sau đó thì mình sẽ cho đá vào đây nhé. Và khi mà nước đá của mình đã lạnh rồi thì bây giờ mình sẽ rót dầu ăn vào trong cái tô nước đá này. Mình sẽ rót dầu ăn để cho cái lớp dầu ăn nó kín ở bên trên cái mặt tô nhé các bạn. Dầu ăn nhiều thì khi mà mình nhỏ cái phần trân châu vào thì nó sẽ tròn và nó không bị hỏng cái phần trân châu. Rồi, các bạn thấy này, cái lớp dầu ăn nó đã vàng và kín ở trên mặt cái tô nước của mình. Và một lát nữa khi mà mình giỏ trân châu thì mình cái viên trân châu của mình nó sẽ đi qua cái lớp dầu ăn và cái đá lạnh này thì nó sẽ rất là tròn và đẹp. Bây giờ mình sẽ múc trân châu và cho vào trong cái lọ nhựa này nhé.
Với phần rau câu còn lại, các bạn sẽ cho lên bếp mình để lửa nhỏ để giữ cho rau câu nó không bị đặc lại. Bây giờ mình sẽ nắp chai lại và sẽ dốc ngược cái phần chai trân châu để nhỏ xuống nhé. Các bạn khẽ bóp cái phần chai nhựa cho những viên trân châu nó nhỏ xuống nhé. Các bạn muốn hạt trân châu to thì các bạn có thể bóp mạnh một chút. Còn mình muốn những cái hạt trân châu nó bé bé thì các bạn khẽ bóp nhẹ thôi. Mình đã nhỏ xong cái chỗ chai trân châu rồi đấy các bạn ạ. Các bạn có thể thấy những hạt trân châu của mình này. Trân châu rất là tròn, màu đẹp nữa. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục làm như thế với cái số rau câu khi nãy còn lại nhé. Các bạn sẽ lại tiếp tục cho vào chai và mình dọ vào trong cái tô nước có dầu ăn cùng với đá như thế này. Phần trân châu cà phê của mình đã xong rồi các bạn ạ. Sau khi nhỏ xong rồi các bạn sẽ đổ cái phần nước dầu này đi. Và các bạn sẽ cho cái phần trân châu này ra giá, mình sẽ rửa thật sạch ở dưới vòi nước nhé. Bây giờ với phần trân châu trà xanh thì các bạn cũng sẽ làm tương tự. Mình cũng sẽ pha trà xanh cùng với đường. Sau đó thì các bạn sẽ cắt bột rau câu và mình sẽ cho vào đây nhé. Và mình cũng sẽ trộn đều cái phần rau câu cùng với trà xanh và đường. Tiếp tục thì các bạn cũng sẽ hòa tan phần rau câu này với nước và mình sẽ đem nấu rau câu. Tiếp tục với phần trân châu trà xanh thì các bạn cũng sẽ cho ra chai, sau đó thì mình cũng sẽ nhỏ vào trong cái âu nước có dầu ăn như thế này nhé. Và đây là hai phần trân châu của mình sau khi mình đã hoàn thành xong các bạn ạ. Trân châu với vị của cà phê, màu đẹp và mùi cũng rất là thơm. Còn đây là phần trân châu với vị của trà xanh. Sau khi đã làm xong hai phần trân châu này thì các bạn sẽ rửa thật sạch cái phần dầu ăn ở trân châu đi nhé. Đây mình đã rửa rất là sạch dầu ăn rồi. Và sau đó thì các bạn có thể vắt vào đây một chút chanh hoặc là các bạn có thể cho đường vào đây cũng được. Và trân châu này thì mình sẽ sử dụng để uống trà sữa này hoặc là mình ăn chè cũng rất là ngon. Và bây giờ thì mình sẽ đi pha một ly trà sữa để thưởng thức cùng với những viên trân châu này. Và đây là thành quả của mình. Một ly trà sữa mát lạnh với phần trân châu, thạch trân châu cà phê và trân châu trà xanh các bạn ạ. Những viên thạch có cái độ dai giòn rất là ngon. Vậy là chỉ cần một chút thời gian thôi là các bạn đã có thể có những viên trân châu dai giòn như thế này để thưởng thức cùng với một ly trà sữa mát lạnh rồi, phải không nào? Các bạn hãy vào bếp thử làm và thưởng thức nhé. Chúc bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.